Chủ đề tiếp theo mà chúng ta nghiên cứu đó chính là phục chế ảnh cũ. Và để thực hiện công việc này, các bạn hãy mở file on 1 nằm trên lesson thư mục lesson 10 trên đĩa CD-ROM của các bạn. Trước tiên chúng ta nhận xét hình ảnh. Như ta thấy trên màn hình, hình ảnh nó quá cũ, chất lượng màu sắc đã bị giảm rất nhiều và các chi tiết trên gương mặt đã không còn rõ nét. Và việc chúng ta cần làm trong bài này là chúng ta sẽ phục chế lại tấm ảnh với năm nhân vật này sao cho các đường nét trên gương mặt, trên người trở nên rõ nét và thứ hai màu sắc trở nên rõ ràng trở lại. Bước 1, chúng ta sẽ chuyển ảnh này sang ảnh đen trắng bằng cách nhấn lệnh Image Mode và Grayscale. Bước thứ hai, bạn sẽ cân chỉnh lại ánh sáng và độ tương phản trên ảnh bằng lệnh Q và nhấn lệnh Ctrl M. Cũng tương tự như bài đầu tiên, chúng ta sẽ dùng Black Boy để chọn chấm một điểm ta cho là đen nhất trên ảnh. Ví dụ trường hợp ta chọn mái tóc của người phụ nữ quá đen thì ta chọn một nơi khác. Và nếu mà chưa hài lòng, các bạn có thể chỉnh thanh parabol trên trên cái đồ thị như thế này. Và thứ hai là ta sẽ chỉnh lại độ sáng trên ảnh, lấy lại điểm nào sáng nhất trên ảnh, ví dụ lấy chọn như đây. Và nhấn OK để chấp nhận kết quả vừa thực hiện. Tiếp theo là phóng to vào màn làm việc của ảnh lên. Coi như việc đầu tiên là các bạn đã cân chỉnh lại ánh sáng của ảnh. Việc thứ hai chúng ta sẽ làm cho thực hiện các lệnh để làm cho gương mặt của nhân vật, nghĩa là các chi tiết trên mặt được rõ nét hơn. Để làm công việc này chúng ta chủ yếu là sử dụng hai công cụ, một là công cụ Bone Tool, hai công cụ Dropper Tool. Bone Tool là công cụ hỗ trợ để làm tăng độ tối của vùng ảnh và Dropper Tool là sẽ làm sáng vùng ảnh. Trước tiên ta dùng công cụ Bone Tool và ta chọn là chức năng là Shadow và Exposure là cỡ 15 đến 20. Bây giờ chúng ta sẽ phóng to vùng ảnh nơi nhân vật phụ nữ. Mà ta dùng cụ bên tool, ta chỉnh nhỏ cái gò lại. Mà ta đi nơi chân mày. Và cặp mắt. Và miệng, mũi là các chi tiết ngay khuôn mặt. Đó là các bạn thấy là gương mặt người phụ nữ đã trở nên rõ nét hơn rất nhiều. Tương tự chúng ta sẽ làm cho gương mặt của người đàn ông bên đây. Để chính xác, các bạn có thể phóng to vùng ảnh lên để thực hiện dễ hơn. Thank you.
Và tương tự chúng ta sẽ làm với các nhân vật còn lại. Và dĩ nhiên trong bài chúng tôi chỉ dùng tính chất minh họa cho nên làm rất là sơ sài, nên các bạn có thể ngồi làm tỉ mỉ hơn một chút thì hình ảnh nhân vật sẽ càng rõ nét và sẽ càng đẹp hơn. Trong trường hợp như nhân vật trên đây, các bạn thấy là có những vùng ảnh nó bị bụi hay là bị dính các vết dơ, thì chúng ta sẽ cũng sẽ làm trong trường hợp này vốn giống như cái bài ban đầu là xử lý mụn hay là sẹo hay là vết trên mặt, nghĩa là dụng cụ dab tool, dụng cụ là xin lỗi dụng cụ là brush tool. Và sau khi dùng công cụ Burn Tool, chúng ta sẽ dụng cụ là Dust Tool để tăng cường độ sáng trên các gương mặt. Ví dụ như ta thấy gương mặt của em bé này thì chúng ta cần tăng cường độ sáng. Chúng ta sẽ tăng cường độ sáng bằng cách ta chọn là Range là Highlight và tăng cường độ sáng ví dụ nơi cằm hoặc là hai gò má. Thông số khoảng từ 10 đến 20. Nếu ta cho to quá thì ảnh sẽ bị cháy. Ví dụ người đàn ông này ta cần tăng cường cái sống mũi, ánh sáng này sống mũi và nơi trán thì cảm thấy trán sẽ trở nên sáng sủa hơn. Và hai gò má. Và tương tự như vậy, các bạn có thể dùng công cụ Dabra Tool hoặc Burn Tool để xử lý cho phần da, phần tóc. Dùng công cụ Burn Tool nó là thể giúp làm cho tóc trở nên đen hơn. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng thêm lệnh Brightness and Contrast để tăng cường độ sáng tối cho ảnh. Và dĩ nhiên tới đây vẫn chưa kết thúc bài, nhưng đây là bước cơ bản hướng dẫn các bạn chuyển từ một ảnh chất lượng kém, hình ảnh xuống màu trở nên cảm thấy rõ nét hơn. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ áp dụng thêm một số bài kết hợp như là nâng cấp ảnh và chuyển ảnh từ đen trắng sang màu thì chúng ta mới có được một tấm ảnh đẹp như ý. Và chúng ta sẽ thực hiện các bài đó vào các chương trình sau, nghĩa là các bạn sẽ học các bài học tiếp theo chúng ta sẽ làm được công việc như thế. Và sau đó các bạn có thể áp dụng các bài sau đó vào cái bài này tiếp tục thì chúng ta sẽ ra được tấm ảnh như ý muốn. Và bài tập phục chế ảnh
Đến đây xem như là kết thúc.